Alo em à? Tao ấy anh. Em đang làm gì ấy? Em tập thể dục em có làm gì đâu. Em có nhớ anh không? Tao ơi, xa nhau lâu như vậy em phải nhớ chứ. Xa nhau anh cũng nhớ em lắm. Cảm ơn. Ôi trời ơi. Anh buồn thật đấy, lâu lắm không gặp em. Em làm sao mà người cứ rung rung ấy? Thì em tập thể dục mà. Anh buồn cười thật, anh có làm gì em đâu mà mặt em cứ nhăn nhó đấy nhở? Em tập thể dục ấy, em hơi mệt một tí. Sao dạo này em chăm tập thể dục thế, vừa gọi điện anh vừa tập thể dục luôn à? Dạo ấy dịch ở nhà ăn hơi nhiều ấy, sợ nào gặp anh bị béo. Thế à? Thế xa anh có buồn không? Đào anh khỏi thừa. Người yêu với nhau phải buồn chứ. Sao em tập thể dục cái kiểu gì mà cứ rung rung ấy nhở? Anh buồn cười thật. Tập thể dục cũng rung sao? Anh có làm gì em đâu mà mặt em cứ nhăn nhó đấy nhở? Thì em tăng một tí đi. Anh cũng hiểu thôi em. Dạo này béo rồi đấy. Thế thì em mới bảo dạo này á, hơi béo. Đùa thật chứ. Phải cần tập dục. Đùa thật chứ, em gọi điện anh sao em cứ tập thể dục đấy nhở? Cứ rung rung với nhỉ, tí nó tập sau. Phải tranh thủ. Phải đúng giờ. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả.